Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên sáng của ngày 22 tháng 6 năm 2021 nha cả nhà nha. Thì hôm nay kênh Lan Rừng Phú Thái của em cũng về lại một số ít hàng nha cả nhà nha. Hôm nay là về quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Rồi kiều tím miền Trung. Rồi kiều cam nha cả nhà nha. Kiều cam á. Rồi hoàng yến, cái lực máy hình hoàng yến. Rồi bạch ngọc kiếm nha cả nhà nha, thập hoa, vẫy rồng, như là tam màu sắc nha cả nhà nha, vanda nữa, nói chung là cũng khá là nhiều loại. Thì bây giờ em sẽ đi nhanh chi tiết từng loại nha. Thì đầu tiên có cái lô tam màu sắc hoa vàng nha cả nhà nha, tam màu sắc hoa vàng thì cực kỳ đẹp nha. Đó, thì vẫn như mà khi 160 kg em bao ship nha, hàng đã xếp rất đẹp nha cả nhà nha, tam màu sắc hoa vàng nha. Rồi, vô số 1 này, phần số 1 em tiếp tục lại lên cái tam màu sắc giống này. Đó, hàng giống giống nhỏ nhỏ mà lá xếp rất đẹp nha. Thì mong án như mọi khi 2 kg là 201 em bao ship nha. Hình số 1 nha, 2 kg 201 em bao ship. Rồi qua hình số 2 là có combo này. Combo thì đây, vô một đống cây lan mật khẩu nha. Nói chung là mấy anh đi từng rừng này hơi nắng, cây nó hơi héo nha. Vô một đống luôn. Rất là nhiều cây nha. Đó, một đống này tầm có mấy chục cây á. Đó, vô một đống nha. Mật khẩu nha. Rồi tiếp tục kiếm này. 3 giờ kiếm này. Đó, 3 giờ kiếm nha. 3 giờ kiếm lô hỏi nha. Rồi thêm đây xương cá này. Xương cá nha. Rồi cái đây là cái gì cả nhà, em cũng chả biết tên. Thằng nó vuông vuông. Rất là đẹp nha. Rồi xương cá này, 2 giờ xương cá, 2 3 giờ xương cá này. Rồi một giờ đây nữa này. Rồi thêm một đống tắc tiên nữa này. Đó, nói chung là 1 2 3 4 5 loại nha. Combo 5 loại nha. Rất là nhiều nha cả nhà nha. Đó, rất là nhiều. Thì giá 150 bao ship nha, combo số 2 nha. Rồi qua số 3. Số 3 thì vanda này cả nhà này, đây một đống vanda này, nó tầm có 16 cây. Đó, 16 cây vanda yên ương nha cả nhà nha. Hàng lại xếp rất đẹp nha. Đây là vanda yên ương nha cả nhà nha, nguyên một đống như thế này. Đó. Thì để giá 130 bao ship nha. Hình số 3 nha, 130 bao ship nha. Rồi qua số 4 thì có hạt vĩ này cả nhà. Hôm nay vừa về được con hạt vĩ rất đẹp nha. Đó, đây một dề này. Dề phải nói là bao đẹp luôn, thân tơ lên chi chít luôn cả nha. Đây. Thân tơ là rất nhiều một dề này. Rồi thêm đây một dề nữa này. Đây cũng một dề thân tơ lên chi chít luôn này. Thân tơ lên rất là đẹp nha. Đó. Hai dề nha. Hai dề rất đẹp như thế này nha. Rồi thêm một đống này nữa. Hôm nay em gộp hết vô bán một đơn nha. Đó, một đống nữa nha cả nhà nha. Đó là đó nguyên một cái lô hạt vĩ như thế này. Rất là nhiều nha. Rất là đẹp nha, hai dề này rất đẹp nha. Giá 230 nha, hình số 4 nha. Rồi qua số 5. Hình số 5 vẫy rồng cả nha, hôm nay về lại vẫy rồng này. Một phần là vẫy rồng như thế này. Đó, một đống như thế này nha. Về nó về nhỏ nhỏ như thế này nha cả nhà nha, nói chung rất là nhiều. Đó, một phần vẫy rồng như thế này giá 120 nha. Hình số 5 nha. 120 một phần. Đó, có 3 phần. Phần nào như phần đấy nha cả nhà nha, vẫy rồng rất là đẹp nha. Tuy rằng nhìn về nhỏ nhỏ mà thằng lá rất là nhiều nha, còn một thằng lá thằng cơ không nha. Rồi, nó là hình số 5, 120 phần bao ship nha. Vậy đồng. Hình số 6, đây thập hoa này cả nhà này. Đó, một phần thập hoa như thế này, con số này có lụ cả nha. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 11 giờ. Nói chung một đống như thế này. Quy một đống như thế này nha. Giá 101 bao ship nha, hình số 6 nha. Đó, thập hoa nha, hồng thảo thập hoa nha. Thì em có 3 phần. Đây nữa này. Đó, mỗi phần 101 bao ship nha. Đây. Đó. Ba dề như thế này, cái này ba dề này. Đó, mỗi phần 101 nha, có 3 phần nha, hình số 6 nha. Rồi qua số 7 thì hôm nay về lại kiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. Bạch ngọc kiếm thì hoa này nè. Cực kỳ đẹp à, hoa trắng. Hoa rất là to nha cả nhà nha. Một dề này, một dề kiếm bạch ngọc này. Đó. Một dề như thế này giá 160 bao ship nha, hình số 7 nha. Rồi qua số 8 thì đây cũng một dề kiếm bạch ngọc này, dề này to hơn cả nha, dề này to lắm. Đó. Quy một dề rất là to nha. Thì giá 180 bao ship nha, hình số 8 nha. Rồi bắt đầu qua hình số 9 thì đây. 150 phần nha. 150, đây rất là nhiều dề nhỏ nha, rất là nhiều gốm nhỏ, đây một phần như giá 150 này, hình số 9 này. Số 10 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng kiếm bạch ngọc nha, cũng 150 nha, một đống như thế này thì 150 này. Bao ship luôn nha cả nhà nha. Rồi hình số 10. Rồi qua 11 lên về lại hồng yến nha cả nhà nha. Cái hồng yến thì những cái cây nó khô khan như thế này nha cả nhà, nhưng mà cái nhà mình về cứ ghép lên cây nha. Mùa này thì vừa đầu thì nó
đã qua mùa hoa đâu. Thì nói chung là cây này nó hơi bị khô, nói chung là đi theo khu rừng này cây cũng hơi bị khô nha cả nhà nha. Nhìn nó như thế này, một đống như thế này rất là nhiều cây nha. Về cả nhà mình kiếm khúc lúa ghép lên. Cái hoàng yến này thì cái hoa nó tự tự như hoa hồng cam nha, nó cũng thuộc dòng hoa hồng cam nha cả nhà nha. Hoa như hoa nó màu tím tím hồng hồng nha cả nhà nha, cũng có thể ra màu trắng cũng có. Nói chung là cái hoa hồng cam này, hoa hồng cái hoàng yến này thì lâu lâu thì mới có một lần nha cả nhà nha. Nói chung mà anh em đi rừng về thì cũng nhiều để bán nhiều. Một phần như thế này giá 150 nha, lan hồng yến nha. Số 11 cũng có hai phần. Nói chung là mỗi phần nó nhiều cây, cái dòng cũng thuộc dòng rời gió cho cả nhà nha. Nói chung thằng này nó không ưa ẩm cho lắm nha cả nhà nha. Nó phải nắng thì tầm cỡ 70-80% nắng, nhưng nó chịu khô ráo nha. Đó cả nhà mình về ghi lưu ý ghép nha. Rồi, một phần 150 3 ship nha, hình số 11 nha, có hai phần. Qua hình số 12. 12 quên đi rồi. Rồi, qua số 13 luôn nha cả nhà nha. 11 qua số 13 luôn nha. Rồi số 13 đây. Một về kiều cam này, 2 về kiều cam này, 3 về kiều cam này, 4 về kiều cam và 5 về kiều cam nha. Một phần như thế này rất là nhiều nha. Một đống như thế này. Giá 173 ship nha, hình số 13. Hình số 14. Đây hình số 13 nha cả nhà nha. Giá 173 ship nha. Đây là hình số 12 này cả nhà này. Lấy 11 cây rồi qua 12 đây. 1 12 này, 1 về này, 2 về này, 3 về này, 4 về này, 5 về này, 6 về này, 7 về này, 8 về, 9 về. 9 về kiều cam như thế này nha cả nhà nha. 9 về như thế này. Giá chỉ 163 ship nha. Đây số 12 nha cả nhà nha. Trong máy 14 ghi lộn. 160 nha cả nhà nha, số 12 nha. Hình số 12 160 này. Rồi qua hình số 13 là 170 này. Đó. Rồi tiếp tục hình số 14 này. Hình số 14 này cũng kiều cam luôn nha cả nhà nha. 1 này, 2 này, 3 4 về này, 4 về rất là to nha. Không về này thì nó hơi héo nha cả nhà nha. Còn 3 về này thì rất là to, rất là dài. Cây rất là dài nha. Đó, rất là dài. Thì giá 170 bao ship nha, hình số 14 nha. Đó, nguyên một đống như thế này, rất là nhiều nha. Rồi, qua số 15 là kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Thì hôm nay giờ là kiều tím miền Trung thì rất là ít, nên em phân đơn bán cho cả nhà luôn, chia luôn, sẽ cho người ít nha. Một về hàng kiều này kiều giống nha cả nhà nha. Một về là 2 3 4 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 về. 14 về như thế này nó tương đương chắc cỡ 7 lạng rồi đó nha. Đó. Thì nói chung là về cái nhà kiều giống kiều như thế này, về cả nhà mình kiếm một khu trụ tròn á, bỏ vô chậu ghép vô rất là đẹp nha cả nhà nha. Nhưng mà bữa em cũng có quay cái mô hình họ ghép cái kiều lên trụ á, rất là đẹp nha. Lục lùng như thế này giờ cả nhà mình ghép lên rất là đẹp nha. Rồi, hình số 15 này giá 250 bao ship nha. Nó tương đương 7 lạng cả nhà. Rồi, hình số 16 thì đây có một về này, một về kiều tím miền Trung rất là đẹp nha. Chiều cao tầm từ 40 phân nha. Rất là đẹp nha. Không về này. Về luôn cả nhà. Thì đang nữa, ý nhưng mà rất là đẹp, một về một nha. Giá 160 bao ship nha. Hình số 16 nha. Giờ cả nhà vô chậu đứng lên rất là đẹp nha. Hình số 16 giá 160 bao ship nha. Rồi hình số 17 thì hình này có 2 dê này. Một dê rất đẹp này. Trên đây một dê nó là 2 dê. 2 dê này, dê cái này vô con chậu đó, nhìn rất là đẹp nha. 2 dê này giá 183 ship nha. Hình số 17 nha. 2 dê kiều. Quá đẹp luôn. Rồi qua hình số 18 thì hình này để giá 150 bao ship nha cả nhà nha. Có 3 dê này. Đó. Có bạn lấy mít chất đẹp này. Đồng hồ lấy mít nha. Cái dê này biết 3 dê nha. 1 dê này, 2 về này, 3 về. Đó, 3 về như thế này. Giá 150 3 ship hình số 18 nha. Rồi bắt đầu qua hình số 19 là quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Quế trắng tháng 8 thì mùa này đang chuẩn bị nụ hết, đang cho nụ chuẩn bị cho hoa hết nha cả nhà nha. Thì đây là dòng quế nước nha cả nhà nha. Thì một phần như thế này, em để giá 163 ship nha. Gồm coi. Một cây, hai cây, ba cây nha. Đó. Một cây, hai cây, ba cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây và 13 cây nha cả nhà nha. 13 cây như thế này.
giá 160 bao ship nha. Về cả nhà mà một đống như thế này về cả nhà mình ship. Lên cái trụ rất đẹp nha. Hình số 19 nha. Hình số 20 cũng 160 bao ship nha. Cũng 160 cũng cuối tháng 8 luôn nha cả nhà nha, cũng dòng mới lướt nha, 1 này. 2 3 nha cả nhà nha, 3 cây. 4 cây, 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. 10 cây, 11 cây, hình này 12 cây nha cả nhà nha. 12 cây dán 160 bao ship nha. Hình số 20 nha. Qua hình số 21, hình này cũng 160 bao ship luôn nha. Cũng quay trang tháng 8 cũng dòng với nước nha cả nhà nha. Đây một cây to này, nói chung hàng rừng thì có một số lá thì nó bị lỗi nha cả nhà, dập dập như thế này nha, vận chuyển mà. Đây một mèo con này, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này. Rồi hình này 9 cây nha cả nhà, hình này cây to hơn là 9 cây nha. Đó. Hình số 21 này là 160 bao ship nha. Qua hình số 22, hình này để giá 180 bao ship nha. Cũng quay trang tháng 8 luôn nha cả nhà nha, cũng dòng với nước là một cây này. Cây to nha, một cây, hai cây này, đó, ba cây này, bốn cây này, và năm cây, đó, năm cây to như thế này nha. Rồi giá 180 bao ship nha, hình số 22 nha. Rồi bắt đầu hình số 23, hình số 23 bắt đầu là quế tháng 8 mà dòng quế xếp nha cả nhà nha. Đây, thì một đống hàng giống như thế này, nó tương đương như một ký nha cả nhà nha, hàng giống cây lá xếp rất đẹp nha. Đó, nói chung là cái lô này mấy anh em đi rừng cái khu hơi nắng cây nó hơi bị vàng chứ mà cả nhà mình mua ký rất là lợi nha. Đó thì một ký, đây một ký nó tầm chắc tương đương chắc hơn 80 cây em đổ lột ở đó nha, nói chung tùy cây này lớn cái nhỏ em cần ký thôi. Đó 80 cây đến 100 cây đó cả nhà, thì để giá nó tương đương một ký một đống như thế này nha, tương đương một ký để giá 483 bao ship nha. Hình 23 nha, 483 một ký thì có 2 ký này. Đó cây rất đẹp nha, nói chung là cây nó hơi vàng vàng cho nó khi còn nắng nhưng cây vẫn còn tươi nha cả nhà nha. Đó nó ở cái vùng nắng thì giá chỉ 483 bao ship nha. Hình số 23 có 2 phần nha, 2 ký nha. Rồi bắt đầu hình số 24, hình số 24 thì này để giá 250 bao ship nha, cái công ghép lũi nha cả nhà nha. Một cây này nói chung đang đủ hết nha cả nhà nha. Hai cây này, cái này mẹ con này đang cho nụ hết này nha. Hai cây, ba cây này, đây là dòng có xếp nha cả nhà nha. Bốn cây này, năm cây này, cái thế này cả nhà mình vừa ghép lúa thác đổ rất đẹp nha. Sáu cây này, bảy cây này, tám cây này và chín cây nụ hết cả nhà này. Mười cây, cái này cũng nụ luôn này. Đó, 10 cây như thế này giá chỉ có 250 bao ship luôn nha. Giờ cả nhà mình ghép vô cái thế thác đổ nha. Hình 24 nha, qua 25, hình 25 thì này để giá 201 bao ship nha. Một cây này nó xếp rất đẹp nha. Hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, 9 cây và 10 cây nha. Hình này 10 cây giá chỉ 201 nha cả nhà nha. Hàng là xếp xếp rất đẹp nha. 10 cây như thế này giá 201 bao ship. Hình số 25, hình số 26, hình này cũng 10 cây để giá 201 bao ship nha. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, 9 cây và 10 cây nha. 10 cây như thế này đó, hàng là xếp rất đẹp nha. Giá 201 bao ship. Hình số 26 nha, hình số 27 thằng này cũng 201 bao ship luôn nha, cũng 10 cây nha. Một cây này, cây này đang có nụ này cả nha, nói chung cây nhỏ nhỏ nhưng mà cho nụ hết nha. Hai cây này nó xếp rất đẹp nha. Ba cây này, bốn cây này, năm cây này là tím này cả nha. Sáu cây này, bảy cây này, tám cây này, 9 cây và 10 cây nha. Hình này có 10 cây nha cả nhà nha. 10 cây như thế này giá 201 bao ship nha. Hình số 7 nha. Rồi qua hình số 28, hình số 28 thì hình này có em để giá 200 bao ship nha. Có một cây mẹ con này, hàng to này, nói chung cây này nó bị mắc nước nha cả nhà nha. Cái khu rừng này mấy anh em đi thì nó hơi bị nắng. Một cây rất đẹp nha, một mẹ một con đó.
Thế giờ cái nhà ghép thế thế công rồi nha, một cây này, đây cây một cây kia mấy con đó nha, hàng nó xếp rất đẹp nha, là hai này, ở đây thêm một cây mấy con nữa, đó là ba, thì ba cây như thế này, giá 203 ship nha, hình số 28 này, qua hình số 29, hình số 29 hình này để giá 250 ship nha, một cây này, cây này cây khá to cho cái nhà, một cây này. Hai cây này nụ này cả nhà này, hai cây này, ba cây này, nói chung đang có nụ này hết nha cả nhà nha, ba cây, bốn cây, năm cây, có nụ này cả nhà, sáu cây và bảy cây nha, bảy cây như thế này, giá 250 bao ship nha cả nhà nha, cây to to nha cả nhà nha, hình số 29 nhân 250, rồi tiếp tục hình số 30 thì này để giá 201 bao ship nha. Hình này cũng có 10 cây nha cả nhà nha. Một cây đang nụ này. Một cây này, hai cây này, đó, anh em đi vô rừng này nó hơi vàng nha. Cây nó hơi mất nước nha, hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này, này lá tím rất đẹp cả nhà. Năm cây này hai ngọn này. Sáu cây này cũng hai ngọn nha. Bảy cây này. Tám cây và chín cây nha. Hình này chín cây nha cả nhà nha. Để em lấy cây em bỏ vô cho đủ 10 cây luôn. Rồi 10 cây nha, cây này đang có nụ luôn cả nhà này. 10 cây giá chỉ 201 bao ship nha, hình số 30 nha. Hình số 31 hình này cũng để giá 201 bao ship nha cả nhà nha, cũng 10 cây nha. Một cây này, hai cây này, ba cây này, cây là tím rất đẹp cả nhà. Ba cây, bốn cây này, năm cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây, 9 cây và 10 cây nha cả nhà nha. Nói chung 10 cây. 201 con bao ship nha. Hình số 31. Hình số 32 hình này cũng 201 con bao ship nha. Cũng 10 cây nha. Một cây nó xếp rất đẹp này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. 6 cây này. 7 cây. 8 cây. 9 cây và 10 cây nha, 10 cây hàng lại xếp như thế này nha, giá 201 bao ship nha, hình số 32 nha. Đó, rất là đẹp nha. Hình số 33 thì hình này để giá 203 ship nha, hình này có 5 cây nha, hàng lại xếp được rất đẹp nha, một cây này nó xếp rất đẹp nha, hai cây này, ba cây này, bốn cây này và 5 cây. Đó, 5 cây như thế này nha, giá 203 ship nha. Đó, cây này ở hơi vàng nha cả nhà nha, 5 cây nha, 203 ship nha, hình số 33 nha. Qua hình số 34 thì hình này để giá 230 ship nha, hình này cũng có 5 cây, 1 cây nó trọng hơn nha cả nhà nha, một cây này nói chung có nụ hết rồi cả nhà, hai cây nụ này, đó, hai cây, ba cây nụ này, đó, bốn cây, cây này cũng đang luống nụ luôn nha cả nhà nha, và 5 cây, 5 cây như thế này, giá 230 ship nha, hình số 34 nha. Đó, hình số 35, hình số 35 hình này cũng 5 cây, hình này cũng 230 ship nha, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây và 5 cây nha, 5 cây rất là đều rất là đẹp nha. Đó, hàng là xếp rất đẹp nha, 5 cây như thế này, giá 230 ship nha, cây rất đẹp cây nha. 35 230 ship nha. 36 thì hình này cũng 230 ship nha cả nhà nha, hình số 36 nha, một cây là xếp này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, hình này có 7 cây nha cả nhà nha. Đó, những cây là xếp rất đẹp nha, cây rất là to nha. Nói chung mà cái lô này mấy anh em đi rừng ở cái khu rừng nắng á, cây nó hơi vàng nha cả nhà nha, nó bị thiếu nước này, về cả nhà mình chăm nước, ngâm kích thích B1 thì em là cây này sẽ tư tỉnh lại cả nhà mình ghép nha, rất là vui trắng tháng 8 rất là dễ sống nha. Đó, thì hình số 36 giá 230 ship nha, hình số 37 thì này để giá 183 ship này, hình số 37 nha, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây, năm cây, sáu cây và bảy cây nha, bảy cây này giá chỉ 180 thôi cả nhà, quá rẻ luôn. Hình số 37 nha, 183 ship nha.
Hình số 38. Hình số 38 hình này để giá 213 ship nha. Cũng quá trắng tháng 8 luôn nha cả nhà. Một cây đang đủ này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Cây rất là to này cả nhà. Năm cây. Đó, cây này khá to nha cả nhà nha. Năm cây như thế này. Giá 201 em bao ship nha. Năm cây này to lắm cả nhà. Đó. Hình số 38 201 em bao ship nha. Còn có 5 cây nha, đang có đủ rồi cả nhà. 5 cây 201 bao ship. Hình số 39. Hình số 39 hình này để giá 230 bao ship nha. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây và 5 cây nha. 5 cây 230 bao ship là cây to nha cả nhà này, cây rất là lớn. Chung mấy cây này là có đủ hết rồi này nha cả nhà nha. Giờ cả nhà mình chuẩn bị chứ ngắm hoa đó, 5 cây như thế này. Hình số 39 giá 230 bao ship nha. Đó. Rồi, hình số 40. Hình số 40 hình này để giá 250 nha cả nhà nha, em bao ship luôn nha. Nói chung là những cái hàng anh em đều bao ship nha, một đơn hai đơn em bao ship hết nha. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây và 5 cây. Cây này rất là dài nha cả nhà nha. 5 cây như thế này. 5 cây này khá rất là to nha cả nhà nha. Đó. 5 cây như thế này giá 250 em bao ship nha. Hình số 40 nha. 250 em bao ship nha. Gồm có 5 cây. Rồi qua hình số 41. Hình số 41 thì đây, hình này để giá 230 bao ship nha. Thế hình thế cả nhà mình ghép lúa cho em nha. Ghép lúa thế công khắc đổ nha. Một cây này. Đó, cây rất là to nha. Hai cây này. Ba cây này. Ba cây này. Cây này nó bị hơi vàng nha cả nhà nha. Ăn nắng nhiều ạ. Bốn cây này. Năm cây này. Và sáu cây. Sáu cây như thế này. Thế công để về cả nhà mình ghép thác đổ nha. Hình số 41 230 ship nha. Nói chung hôm nay quế nó hơi bị mất nước, em bán giá cũng không để lại cho cả nhà mình này. Về trong. Rồi, qua hình số 42. Hình số 42 này có 430 bao ship nha, 430 bao ship nha. Này, một về này. Hai mẹ một con này, thế thác đủ rất đẹp nha cả nhà nha, đang có đủ hết cái này nha. Cây rất là to nha. Đó, một về nha. Hai mẹ một con này. Rồi thêm bên một về nữa này, hai ngọn rất là đẹp, cũng thế thác đủ luôn nha cả nhà nha. Đó. Thì cả nhà là hai này. Đầu đây thêm cũng một về nữa này. Có một mẹ con này. Đó, lá tím điểm rất đẹp nha. Thế này thế rất đẹp cả nhà. Giờ ba cái dề này cả nhà mình vô với một trụ thế công xuống thác đổ nhìn rất là đẹp nha. Ba dề này nó gần một ký rồi cả nhà. Đó. Rất là nặng nha. 430 bao ship nha. Hình số 42 nha. Ba dề này đẹp lắm. Rồi qua hình số 43. 43 hình này để giá 220 bao ship nha. Có một cây này. Mẹ con rất đẹp nha. Đó, đang nụ này. Đó, thằng lá rất là to nha, rất đẹp nha. Cây lá tím rất đẹp nha. Rồi thêm đây một cây nữa này. Ở đây một cây nữa này, ba cây này rất là to nha. Đó. Ba cây này rất là to nha. Ba cây này để giá 220 bao ship nha. Bình thường thì em bán ba cây này thì 270 nha, nhưng hôm nay cây nó bị hơi bị mắc nước nha cả nhà nha. Mấy anh em đi khu vực này nó hơi nắng thì để giá là 220 bao ship nha. Ba cây rất là to này. Hình số 43 nha. Rồi qua hình số 44 hình cuối cùng nha, để giá 200 bao ship nha. Thì có một về này. Chi chít ngọn luôn cả nhà nha. Trong vận chuyển thì có một số lá nó bị trầy xước nha cả nhà nha. Đó, nói chung cái dừa này thì mẹ có nụ thì con có nụ hết luôn nha cả nhà. Ba cái ngọn trên này là đều có nụ hết nha. Một dừa này, nói chung là 4 đồng ngọn nha. Chi chít này luôn nha. Đó. Một dừa này. Rồi thêm đây một dừa mẹ con nữa này. Đó. Rồi thêm đây một dừa mẹ con nữa thì ba cái dừa này. Cái thân thế nó mọc giống nhau thì em gộp cho một đơn luôn nha. Một chùm này luôn nha cả nhà nha. Thì giá 230 ship nha, hình số 44 nha. 200 cho ba dừa này, rất là nhiều, rất là rẻ cả nhà. Ba dừa này nó tầm có 6-7 lạng đâu, chùm luôn rồi, nặng ký lắm. Giá 230 ship nha, hình số 44 nha. Rồi thì viên buổi sáng hôm nay em được 44 hình. Cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip, em chào tất cả mọi người ạ.